6 giờ sáng, tiếng kèn báo động vang lên khắp căn cứ của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147. Sau vài phút chuẩn bị quân trang, vũ khí, toàn bộ đơn vị đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các tiểu đội làm công tác chuẩn bị lần cuối, 2 phút sau bắt đầu hành quân. Cùng tham gia hành quân với lực lượng Hải quân đánh bộ còn có đơn vị tăng thiết giáp với sức cơ động cao, có thể hoạt động cả ở trên cạn và dưới nước. Đây là lực lượng chính tham gia vào đợt diễn tập trên biển đảo do vùng 1 Hải quân tổ chức. Việc di chuyển toàn bộ lực lượng trên biển đảo do các tàu vận tải hải quân đảm nhiệm, nhưng đưa những người lính và vũ khí đến vị trí thực hành diễn tập an toàn lại phụ thuộc vào tay lái của những chiến sĩ tăng thiết giáp như anh Đông. Đối với lại thời tiết ở trên biển đảo thì sóng to gió lớn thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi. Đối với xe này thì chúng tôi đón sóng cắt sóng để chúng tôi vượt qua cái những cái cơn sóng dữ để tiếp cận vào bờ. Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, mục tiêu giả định đã hiện ra trong tầm mắt. Hai phát pháo sáng được bắn lên, báo hiệu cho lực lượng tăng lội nước sẵn sàng xuất kích. Đám tăng vô lòng, bắn đội hình. Với vũ khí được trang bị, hàng chục xe tăng vừa bơi vào bờ, vừa thực hành bắn phá các vị trí mục tiêu giả định theo ý đồ chiến thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các xe bọc thép chở quân đổ bộ. Chúng tôi vừa được thả xuống từ tàu đổ bộ và ở vị trí này thì cách bờ biển khoảng gần 1.000 mét, và những chiếc xe như là xe bọc thép này sẽ tiếp tục bơi vào đến vị trí bờ biển. Khi mà bơi trên biển thì những cái vị trí như là xạ thủ súng máy này đang liên tục tìm kiếm mục tiêu và sử dụng súng máy để tác xạ tiêu diệt trực tiếp mục tiêu ngay khi mà những chiếc xe thiết giáp này vẫn còn đang bơi trên biển. Là một binh chủng thuộc quân chủng hải quân, có nhiệm vụ đóng quân, bảo vệ các đảo, đá hoặc tấn công đổ bộ bằng đường biển. Lực lượng hải quân đánh bộ của Lữ đoàn 147 được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, có sức cơ động cao, hỏa lực mạnh. Các chiến sĩ tinh thông kỹ chiến thuật cùng với ý chí chiến đấu cao, sẵn sàng tiêu diệt mọi kẻ thù trong phạm vi lãnh thổ được giao bảo vệ. Đây là một nội dung huấn luyện khó, đòi hỏi người chỉ huy phải kết hợp các hình thức chiến thuật, hiệp đồng các quân binh chủng, hiệp đồng lực lượng tàu với lực lượng hải quân đánh bộ, lực lượng tàu với lực lượng của xe tăng, xe thiết giáp. Để chế áp hỏa lực địch từ những điểm cao khó tiếp cận, một đơn vị hải quân đánh bộ sử dụng máy bay trực thăng bất ngờ đổ quân xuống các vị trí. Với những vũ khí hạng nặng có sức công phá cao, tất cả những vị trí lô cốt cố thủ của địch đều đã bị tiêu diệt. Sau 2 giờ kể từ khi bắt đầu diễn tập đổ bộ, toàn bộ nội dung huấn luyện đã được các lực lượng hoàn thành xuất sắc. Chúng tôi luôn giáo dục cho lực lượng hải quân đánh bộ với một cái bản lĩnh chính trị vững vàng, với ý chí, niềm tin và tinh thần thép. Dù bất luận trong cái điều kiện hoàn cảnh nào, chúng tôi quyết đánh, quyết giữ cho bằng được từng tấc đất sải biển mà bao thế hệ cha anh đã để lại. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm cao cả trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Diễn tập thực binh trên biển đảo là một hoạt động huấn luyện thường niên được vùng 1 Hải quân tổ chức. Đây không chỉ là dịp để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Hải quân đánh bộ, mà còn là cơ hội để thể hiện lòng yêu nước, nâng cao ý chí chiến đấu, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc của các chiến sĩ trẻ.